Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cái dự án INST. Con này sẽ phát khoảng 0,2 và tương đương với khoảng 20 đô la. Dự án này thì đã list ở trên sàn BookerSwap và cho các bạn có thể đào ở trên sàn. Các bạn ấn Start nhé. Các bạn sẽ chấp lot ở trên Telegram. Mọi người đánh cái này vào nhé. Mấy cái kèo chatbot này thì nó sẽ giờ là những cái dự án này nó chuyển hết sang mạng Binance Smart Chain, cho nên mọi người sẽ phải có ví MetaMask cũng như là add mạng Binance Smart Chain các bạn nhé, hay còn gọi tắt là mạng BSC. Mà nào mà chưa có thì các bạn có thể vào trong kênh của mình search BSC để các bạn thấy cái video mình hướng dẫn các bạn add mạng nhé. Các bạn theo dõi cho mình hai cái group ở trên Telegram. Mấy cái yêu cầu join này thì các bạn chỉ cần join thôi, nó cũng không yêu cầu các bạn phải chat hay phải nói năng gì ở trong này cả. Trên mọi người tránh là bình luận lung tung thì nó chặn hoặc là nó sẽ kick out cái ACC của mình nhé. Đây các bạn theo dõi Twitter và Redstream lại pin post này. Đây các bạn vào Redstream. Con này thì nó ở list sàn Bakery Swap. Các bạn theo dõi YouTube này, submit cho nó một cái, theo dõi channel này nữa này. Bạn nào chưa theo thì các bạn ấn join cho mình nhé. Quay lại thì mọi người sẽ ấn theo dõi Twitter và Redstream lại cái airdrop post. Cái này thì mình đã theo rồi, mình sẽ chuyển đổi cái tài khoản khác để theo nhé. Đây các bạn ấn đăng ký này. Ở đây thì các bạn vào trong Twitter này. Các bạn retweet cái bài đăng của nó này. Đây. Rồi quay lại mọi người sẽ ấn vào submit. Các bạn ấn done. Các bạn dán cái profile nhé. Mọi người vào profile link này. Copy lại cái này. Dán vào đây nhé. Theo dõi Twitter sau copy lại cái profile. Mọi người dán vào đây. Tiếp theo là các bạn sẽ dán ví BSC nhé. Mọi người sẽ lấy ví ở trên. Đây các bạn copy lấy ví này. Paste. Cái gì này mà? Hỏi cái gì đây? À, đôn tiếp này. Mình làm hết cái này rồi mà, đôn tiếp nha. Rồi, như thế đã xong cái dự án này này. Ở đây, dự án này thì các bạn thấy là nó sẽ có cái INST. Đấy, thì các bạn có thể ấn vào đây để ấn swap nha. Cái này là connect à. Đây. À cái này chắc là phải dán contract này. Thử thử cho mọi người xem nào. À cái này add rồi. Mình sẽ tìm cái contract của nó nhé. Check lại cái ấy của nó xem nào. Một trăm nghìn giờ ra đây xem nào.
Link mình sẽ để bên dưới video cho mọi người cùng tham gia cái dự án này nhé. Không thấy hiện rồi cả nhỉ. Nó không hiện cho luôn đấy. Ok, như thế là các bạn đã chat xong cái dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.